Tại đó nghĩa sau công chuyện thamay cho mùi startup IT chẳng là những nhóm cầm phong tại thật nơi có nông server room rồi bọc cầm phong nhóm chẳng là đó nghĩa chẳng là đó nghĩa khởi nhớ nơi khẩu một ní cư chìa serology machine và nạc machine nâng để khai nhóm có mình cao pra pra về chìa rì machine đáy hay dân miền tập hệt miền phòng bầy hạt đi nè. Ok chẳng là nếu như được chạy cái này bắt đầu trong một đường psychology nhé đại dương được chạy cái này bằng pika thơ linh aggregation người ta thơ linh aggregation được viên nát nâng Cisco switch đại vì môn nâng Cisco nát nâng dân thở là một hò tế hay là một hò tế từ nền vòn ấy chẳng dân được thua cả configure với ở việc miền bị khó hay đa tua chia liên application cùng speed chứng đó bạn đang là mình khó thế nè okay. Chứ như nâng thua ca cả định như chủ mùi nâng Cisco switch là dương tầm bơ nâng lợp họ kháng khối được bỏ nâng nâng sẵn ta dương mình sắp hiệp bơ mình đạch ok nên đi cứ chụp này kháng khối này sẽ là chi kháng khổng hồn nhóm chứng vì muốn nâng dương pra ta mà khó tê nó cứ lên vô anh hiển chứng là nâng nhóm bạn plug in chủ mùi nâng khó mùi tiền hết cho đi rồi hỏi chẳng nè chẳng dân thợ pi port đấy thôi chia liên hệ cái sẵn cho mùi năng Cisco switch là ta dân còn phí cơ là biếm mạch cho mùi năng dynamic port để thưa chia liên hệ cái sẵn cho mùi năng Cisco switch nắng nè chẳng vì miền bốn port á chẳng xong mà chia tích liên hệ cái sẵn rồi với những mọi đài bỏ nè hay năng Cisco có mọi đài switch xem xe nhưng cứ nè với support cho mùi bảo hệ nè đài miền để mình internet để bậc hạ nó cứ chọc pp làng từ nó chỉ cái bên này bậc hạ chọc pp port làng từ nè cho nên nè mọi nhóm cứ miền đó từ bốn port chứ nhưng ai chơi bán bốn port nó cùng chốt như các bạn này nè thế là bây giờ chỉ đang là một port chứ là lấy bạn thêm này khăn khẩu ấy nhưng mà plug in cho thấy là dương cầm ơn từ lừa Cisco switch mình mà đó là ta dương plug về nó từ lừa port lên của mạng là ok hàng một cái cư chia switch mà nhóm này nhóm mình phần màn hàng trong nhóm mình phần màn switch nắng mình user nhắn khơi user chất hơn ai nhóm nâng configure với chủ mươi nâng secondary call switch đại dân thờ phục hệ switch chỉ mà phê phần buồn học á phê buồn học mà phê phần buồn học nó phê phê nhắn phê buồn học ok chẳng như nhóm bạn đọt port đi mối cư port cứ nhầm bạn cứ mình lọc bé lần lớn ấy cứ lọc bé bỏ nè chứ là còn lớn ấy cứ chia port mấy tại dân tập để plug in via châu nắng chứ như nâng do port pi nắng công châu như thời chiếc đây là một port được gọi liên application port đó nè ok chứ dân mơ port với cứ đôi chìa đó không thể nhất nhỉ chìa port lệ xam sập vào mối nè xam vào mối chìa xam vào mối sao bằng mối nữa, đọc nè, sao bằng mối hàng lớn nó cứ sam pram mà vẫn sam pram sao bằng mối chắc là lấy thằng chua hàng lớn cứ chỉ lấy xét, lấy thằng khống cứ chỉ lấy cùng chắc sam pram sao bằng mối chắc như vừa port sam pram sao bằng mối thôi chịu đại là mình port, cần để cho can si psychology, ok, ok, chắc là nó khả năng server farm cứ mình đọc phần năng tế hay dương mình chụp nè là nông lab không cả configure vậy, ok, ok còn nó khi ấy là lấy bắt đầu bị dương mặt đỏ lẹp thấy mình nó dương là server farm là dương mặt đỏ lẹp thấy ok chắc thì bọn đã nhầm được cho một can celery bằng nhầm sân là nhầm ban cho mặt đỏ celery bằng nhầm thấy là dương cho nằm bay configure bound interface rồi có dynamic port nó khi cho một can control panel đó control panel đó hay nó khi cho một can network hay network interface chẳng gọi là nếu như bạn thua bảo hỏi hỏi nè thua bảo interface vì rồi hỏi rồi lấy nằm bấy thua ca và ca bảo nó không cho một căn create ở nhóm xong bị chạy tên chân dân thua pi rướng thì mỗi dân thua nè lờ nè mỗi dân thua nè lờ Cisco switch chẳng pi nắng đại khá tỏ nè thử tự thua nè lờ nè môn chăm đó nè tự vi comment tự fake comment nè không Cisco Cisco switch tam khẩu nè xin mình nói nè thua nè lờ Cisco switch môn bây giờ dùng cái port cái ở hai cứ dùng ở ai ở xe để tha dùng đi connection chỉ mới năng ná nó dùng ai remote cho nè bà này chẳng nó thấy chẳng bài thử thua nè sân tới hào dùng tới tao mới dùng tụi bây bị đánh nát cả đánh tới tao mới dùng cho một can switch hay dùng phật bị thử flow chỉ mới năng ná tới dùng mình connection chỉ mới ná với nhau ok đấy nhóm
cho hay hay nhóm 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 ở ở tì ho tên á đó con này ai nhóm thân đáp bên nhóm tì ho đó con này ai nhường dỡ lại ai thôi bà này ở bạn ở tầm bà đây chỉ nhường cho một can ở đầu tiết cho control bản đấy hay cho một can network hay cho create mà create hay cho bound create bound nè chẳng create bound vì miền bốn option active and load balancing IEE protocol dynamic port này hay nâng balance HOO hay chúng mình active and standby chẳng recommend ở đó khi yo option tp này nè dynamic link application này nè chúng nó khi add more description of where you for connecting switch configure as dynamic application chẳng dừng pro protocol standard cứ LACP nó còn lag nè chẳng dừng click lên về mà ok chúng phải click lên về về nâng nôm dừng tới can select interface port chẳng dừng main interface phần mềm là dùng bàn đầu nó cứ vì nâng app mà nâng này đó chứ dùng select your port nâng máu bây buồn như thế nhé chứ dùng click ok next hồi lại ní vì nâng thử bóng vì nâng assign start dynamic DHCP ở dưỡng á chứ dùng thuộc cam menu máu chứ click nửa với dùng menu chứ mùi nâng IP ná để dùng chọn đặt nửa vì tới hay check apply cho cả select hay complete đó ní thích nâng còn lại ask set as default gateway nâng mùi phóng và nâng tới cứ ok cứ apply tới cứ vì nâng ok cứ vì nâng chanh bài này bởi vì chanh bài này vì ai nâng đạch connection á đó khi ai vì đánh cả đạch tới một player tới tại ra khi mà nó khi bên đó khi thơ với đó khi ai cái máu á nó bị user có xâm rõ chăm thơ với tới là vì ai bà bò chung mùi nâng operation time á chẳng thầm mới dân cho một căn Cisco switch chúng là sao Cisco switch bọn nhóm này nhóm ban configure về rồi rồi hay chúng nhóm nâng từ xe về nhóm p nhóm khai p nhóm configure về sao thay mấy cái về miền bắc ha chỉ mới nâng này cái này chỉ mới nâng port mới nâng cả configure chắc chắn thì mình user sẽ ở chỗ như thế ok chúng nhóm nâng từ xe lên node peg này đó này ai vô command nâng từ browser nè mà chúng ở thò này từ thò này cứ chia tiếng terminal boss switch chẳng tới thì bóng đó khả cho một căn configure configure terminal configure terminal mà ok hai dương cho thì mỗi dương nhưng mà nó cứ sẽ mặt mặt cam bởi dương cứ dương thua nó lỡ port đi xam pram port xam pram mà chỉ có biết sau anh sẽ là xam pram hay năng xam và mùi sao mà mỗi port bởi dương pi nữa nè ok chẳng dương cho configure terminal mà đọc này cho interface range nè interface range nó có thể ai vai cắt in nó có thể ai vai cắt check các bạn này nè in range chẳng đó nè có in check các bạn này là vì score comment này và chẳng là thôi nhầm vai bị bình nhờ vĩ interface range chẳng dương range chí ai xôn là sam pram đo sam mùi còn lại nè còn lại nhóm vai phía chi ai nè là bây giờ sai đó là port bo switch một nhóm và sao port bo switch một nhóm với chỉ phía chi có biết chẳng dừng vai chi ai dừng 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 vai cho tam cho một port vía nè bỏ nó cái men ETA được có port ethernet đấy rồi vai thử ta về nằng mà nè cái nó cái vai ta nhầm thằng ở nó còn lại đấy cứ ở đà thế nè chẳng sam pram sam mùi mà tại bọn nó khi miền port này nó khi đào tan đồng đáp tên nó khi đã sang phèn mất sample chẳng có nó khi ai vay chẳng bà này lại ai vay sang phèn sample nó sang phèn sang phèn mất họ thì cái port này vì nơi riêng một khi ở đồng đáp nó khi ai vay chạy đấy ai vay chạy mười máu chi ai mà chi ai sôn sla sai bay chẳng nè và bây giờ nó đậm đạp bây giờ chẳng tới đó nó vài tan đồng mò này giống như vài sa về chip hot tan đậm đạp nhầm tray về che nè tray về che nhầm đã sam bùm mùi phần đồng mò ok chẳng những phần đồng mình thay cho bán cho một can interface là bỏ hot tầng pi là ngày property của vía nè từ máu bây giờ thử thứ bây giờ thử do port ở nó ao việt xe từ căn vi lên bây giờ sẽ để dùng chọn ao việt flow cho mình nâng nát nè
Hello, nhóm nhóm phải có mạng một cái cứ switch port chứ switch port nó tới switch port mode đặt mode để vía xe xe nó cứ dừng là thua vía xe trả lời kì chứ như ngoài switch port mode xe nó dừng enter mới dừng đặt switch port xe xe vlan vlan này kìa nó lại vlan nó cứ chỉ vlan id id nó mới tha chỉ lấy để dừng chỉ lấy VLAN này dùng trong vi ở vi xe hết nó ở port pin năng vi xe cần VLAN á dùng đặt năng mở ôi thằng lớn VLAN ba sub VLAN ba sub nhưng ở vi xe ở port pin năng vi xe thằng lớn VLAN ba sub ok chẳng ban phần ấy dùng enter vi mở mình để tháp port năng cứ vi ban là xe cần VLAN ba sub hai chẳng dùng complete y command no mũi tiệt còn nếu y command mũi tiệt cứ switch port nán này phải nán này go ts mẹ này go ts này go ts này go ts máu ok chẳng ai command nó là bởi vì phật tạo phật nắng ai bắt đầu máu dương tôi cá rắn command mới cứ nổ sạt nó dương copy à copy ở port nó chuyển cá bị bật bị ấy chứ bạc port nó màu vàng trắng nè và ok chẳng bắt đầu bị ban phần năng hơi đó khi bạc port bạc ấy ở ai bị xét được căn VLAN ID để dùng trong việc flow mình này hay đó nên thử 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 port channel rồi mình thử thử configure port channel ở interface tầng pin năng tiện á chứ đồng bài configure port channel đó nên cho nó đó nên vài command mới channel nên vài mới channel group group cái mình group tam group mình lấy mới lấy pin lấy bảy chứ nó bản thân chỉ dùng bản thử port channel group mui group pin đó đặt group bảy mà đấy đặt group bảy mà em đã mode cái okay, mình mode mình mode xem protocol Cisco được cái này protocol standard để dùng cần để tập căn nát là nát thì phải protocol standard lệ nó dùng phải mode protocol được cái này mà chứ dùng protocol standard lệ nó còn ở ICP nó cứ dùng active nó dùng ngoài active mới bị chạm vô protocol là ngay chẳng active ok chẳng phần năng bàn chẳng ở cái này ai no sạch vì mua điện máu no sat ok chẳng có bị no sat hay đó khi này add exit hay đó khi này cho màu in the mình là channel group 3 nữa đó khi này add interface này đặt pole three mới nè chẳng quay bình năng với smart năng cho cái port channel pole 3 nè chẳng đó khi này chạy enter máu enter với năng nom năng cho mà đo này thầy nè và ok cho mà đòi interface năng hay chẳng nó lựa interface năng đó khi đôi chị ở trong bài chạy ấy tết nó khi còn ta verify vì cả nghe môi trường luôn rồi thôi chuẩn bị nó port trang port ấy năng đó khi còn là cho sâu mơ được có check mơ chẳng nè gặp bắt tới càng nghĩ cứ chọc thầm đi hay nè chọc thầm niệm chọc thầm đầy dường ở vì tôi chỉ một act thì nó cứ chọc hơi vậy mình đứng nè và ok chẳng càng nghe bắt tốt tiếp bởi dọc bây giờ chọc bằng năng hay và chọc bằng năng hay đó khi này thời chạy mơ là ta port channel này để dùng bằng configure nó vì mình status up hơi nữa chứ là mấy chạy status biết đó khi này ai phải comment mối cứ khi này phải số số nó một khi này prime nó không user prime big mode đó khi này phải số là thế và sân chip prime nó không global configuration mode đó khi này phải phải đu bị mục nè đu bị mục và chia về thứ đó to chứ đu số user mà user channel summary chẳng vay phần năng mau viên năng ly traffic ao viên năng ly port channel ở dưới này ta mình port channel dân thuê nó bị áp hơi nữa ok chẳng thoại cho nói nhầm năng so nó ok để lơ mà sân switch chạy sạch đầy món ở lưới ok mà sân switch chạy sạch đầy mà nhầm món ở lưới nhầm châu màu ní vì start section muối và ok cho nhóm login cho cảnh sử dụng nhóm hay như vậy password ok cho nhóm và sân dụng nhóm chất là không user primary mode nhóm ở thờ command do thế nằm bấy check mở interface port port channel thế bởi nhóm chất là không configure terminal nhóm thử vài comment đủ nằm bấy sâu về nó ở nhóm cho không còn vị cơ thơ mình nói tới hơi nhóm vài comment số
bạn search channel bên nó cái quay mà cái tôi mà cái tôi mà bị mà cái này chạm bị với nó cái quay mất đó cái này chạy chạy thẹp nữa chạy thẹp máu của vị trai nhảy it's a net summary mà summary mất đó cái này enter mà ok chứ bên này nó cái này enter vì năng ly chỉ mới năng port channel đó cái này miễn ok ở toàn lấy power 3 bao dưỡng interface 3.3.4.1 chẳng khuyên miễn status s vậy là issue nữa chẳng là lựa ai trong cái này ai mới được lựa này mở sổ ấy thì tao biết xong nào được lựa ấy ai sẽ cứ layer 2 hay cho mọi người cứ use mình là layer 2 in using chẳng là chúng ta port nó việc việc bàn tầm nào cả nè chẳng bây giờ còn việc cỡ port vẫn cứ app thông mà đa hay trong cái này ai mới refresh page nó lựa nè bao dưỡng máu cứ nào bao dưỡng về năng app mà thông mà đa là vậy hay đó cái này ai cho mà can network hay đó cái này do bịa này do bịa này nè do bịa net network interface đó cái này select làm đảo nó đó cái này khởi này nè đó cái này khởi lên port bao dưỡng này bài bài bản app màu nè ok đó cái này khởi nhé thật lên bao dưỡng là mình lịch pin nó với tới chiều interface tầm mùi nó bảo interface nè ok chúng video này nhóm miền tập phần năng tiết nó cài configure dynamic port được gọi là configuration đối với Cisco switch cho mùi năng Synology China nó có đá cư dụng công speed rồi nạ bỏ dưới nó traffic trên chỗ nè đại user sẽ nó cứ miền performance hay dừng muốn ok chương video này nhóm miền tập phần năng tiết hay dừng chút nên ở video khỏi bật tọa tiện họ cần chẳng chút nên video khỏi